Dù vấp phải những ý kiến trái chiều về diễn xuất này hay là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà chúng ta vẫn không thể phủ nhận là nàng cỏ Trung Quốc có một làn da rất là đẹp. Cùng xem là nữ thần thanh xuân của chúng ta đã chăm sóc da như thế nào nhé. Thứ nhất, nghe thì lạ nhỉ, nhưng mà cô ấy rửa mặt bằng nước khoáng. Cô ấy đặt rất nhiều nước khoáng có ga mà dạng cao cấp luôn đấy nhá, để trữ trong nhà để rửa mặt. Các bọt khí trong nước khoáng có ga thì có thể len lỏi vào lỗ chân lông lấy sạch bụi bẩn mà không làm da bị khô đi. Cách này thì mình chưa dùng, nhưng mà mình dùng những sản phẩm làm sạch rất là dịu nhẹ. Thứ hai, chống nắng rất đầy đủ. Nàng Vivi luôn đeo kem chống nắng từ đầu cho đến chân, để da không bị sạm đi thì cô cũng tích cực che chắn bằng quần áo, ô và nón, bạn cũng vậy nhá. Thứ ba, sử dụng trà xanh làm toner. Thay vì sử dụng toner từ các loại mỹ phẩm khác thì người đẹp chính ích lại dùng nước trà xanh. Bạn cũng có thể tự mua lá trà xanh này, trưng cất thành một loại toner cho riêng mình. Nhưng mà theo mình thì nên dùng toner đã được nghiên cứu và sản xuất thì vẫn tốt hơn. Thứ tư, massage da mặt trong lúc đắp mặt nạ. Một mẹo nữa trong lúc đắp mặt nạ đó chính là bạn hãy làm nóng lòng bàn tay và massage lên mặt. Cách này không những giúp bạn thư giãn mà còn giúp tinh chất vào sâu trong da. Tuy nhiên thì hãy chắc chắn là tay của bạn sạch nhá. Nếu bạn thích làn da như của Trịnh Sả thì hãy làm theo những cách trên nhá. Follow kênh TikTok của Thu để biết thêm nhiều bí quyết trẻ đẹp nhá.